nay mình sẽ chia sẻ cái công thức làm trắng da từ bột sắn dây, một chút xíu muối và bia nhá. Ở đây mình sẽ dùng khoảng 20g bột sắn dây, 3g muối và 20g bia. Chúng ta sẽ trộn cái hỗn hợp này lên. Sau đó chúng ta sẽ đi làm cái hỗn hợp trắng da để chúng ta khi chúng ta tắm ấy, chúng ta phết lên da của chúng ta. Trước khi tắm khoảng 15 đến 20 phút thì các bạn làm sạch da để cho da nó ẩm. Sau đó chúng ta phết cái hỗn hợp này lên để cho nó khô lại. Để trên da khoảng 15 phút, sau đó mình mang đi tắm, mình đi tắm thì làn da của chúng ta sẽ trắng dần dần lên nhé. Chỉ cần một chút bia và bột sắn dây, chúng ta sẽ có một cái công thức làm trắng da rất là hiệu quả luôn. Bây giờ các bạn đợi cho cái hỗn hợp này nó hòa tan lên cho mình sẽ phết lên da nhé. Nếu các bạn không dùng muối thì chúng ta có thể thay muối bằng loại trứng gà nhé, quả trứng gà. Và bây giờ chúng ta chỉ cần phết cái hỗn hợp này trên da chúng ta, phết toàn thân nhé các bạn nhé, để cho chúng ta có một lớp bám lên. Thì chúng ta sẽ sau để cho nó bám vào, nó dính vào, để khoảng 15 phút cho nó dính hết vào. Sau đó chúng ta mang đi tắm. Cứ làm kiên trì như vậy thì chúng ta sẽ, da chúng ta sẽ được cải thiện ấy, nó sẽ trắng lên ấy. Và đây là một cái công thức cực kỳ đơn giản và hoàn toàn từ thiên nhiên ấy, các bạn có thể áp dụng để làm. Pha bột nó vừa vừa như vậy thôi, để chúng ta cứ phết lên, 5 phút sau chúng ta lại phết lại một lần đấy, và để trên tay khoảng 15 phút để cho nó thẩm thấu. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn có thể làm cái công thức này nhé.